Bây giờ đi làm xa mình không đi làm được chị á. Dạ. Phải ở nhà để lo cho chồng, rồi Dạ. con cái thì đi học nữa. Hai ông Dạ. bà già nữa. Thì Dạ. mình tìm hiểu xem là mình vườn nhà mình đây cũng rồng rồng đấy. Dạ. Rồi đằng xa xa thì em thấy là phía bên kia hình như đang có cái hồ, cái ao gì đó đó đúng không? Dạ. Thì mình Dạ. có thể là nuôi thêm nhiều gà vịt vào. Có cái hồ đó mình nuôi vịt được đấy chị ạ. Rồi nuôi Dạ. cũng nuôi con bò trong 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 vườn này đấy. Để cho nó có thu nhập. Dạ, chưa nuôi thì nói chung phải cần vốn, nhưng mà em làm có đủ mà ăn không, mà có vốn mà phải là mở ra những cái nữa để mà chăn nuôi. Cảm Đây ơn em. là tấm lòng Các của các nhà hảo dạ tâm các chị nhé. nhà hảo tâm. Dạ. Em hy vọng rằng là với chút vốn nho nhỏ này mà hôm nay em Khánh thay mặt cho các nhà hảo tâm trao đến cho chị sẽ là một cái động lực, một cái niềm hy vọng để chị có thể là phát triển được cái công việc chăn nuôi, có Dạ. thêm thu nhập mà lo cho gia đình chị Dạ nhé. dạ. Kính thưa toàn thể quý vị, bây giờ Khánh cùng với anh Kiên, một người một anh bạn của Khánh ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Bây giờ thì anh em đang đứng buổi trưa quý vị, đang đứng ở dưới một cái tán lá bùi cây tre ở đây cũng khá là mát. Và đằng sau cái lũy tre này quý vị này, đằng phía đằng sau đó đang có một cái câu chuyện, một cái gia đình mà vô cùng đáng thương quý vị ạ. Một cái nguồn sống mà có thể nói là vô cùng lắt léo luôn. Đó. Mà Khánh được nghe anh Kiên chia sẻ và thực sự Khánh cảm thấy rằng là rất muốn đến đó thật sớm, đến đó thật nhanh để có thể là chứng kiến, để rồi đâu đó có thể thay mặt cho các nhà hảo tâm giúp đỡ, chia sẻ cho người phụ nữ này một chút. Thì trước khi mà Khánh mời quý vị chúng ta cùng với Khánh, chúng ta sẽ đến đó xem thế nào. Thì bây giờ đây Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Kiên, là một người dân địa phương ở đây và là một người đã từng chứng kiến cái người phụ nữ này đến làm thuê cho nhà anh Kiên mà chị ấy ngất xỉu nơi làm việc luôn quý vị. Thì thực hư câu chuyện này ra làm sao và có đáng để chúng ta tìm hiểu và chia sẻ hay không? Thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ của anh Kiên quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Xin chào khán giả, xin chào các mạnh thường quân, mình là Kiên. Có một câu chuyện ở đó là của vợ chồng của chị Lai và anh Quỳnh ở Tân Đa, Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Dạ. Nói chung hai vợ chồng lấy nhau và cùng sinh được hai đứa con, Vâng. nhưng mà do cái sự rủi ro không may ập đến với gia đình, đó là anh chồng bị bổ ngay ở trong nhà. Bộ gì ạ? Tức Tức là là đi bị té té ngã ở à. ngay ở trong nhà và bị chấn thương sọ não. Ồ. Và Quỳnh là nói chung là 6 tháng rưỡi là không tỉnh, nằm ở bệnh viện Trung ương Huế Hôn mê luôn ạ. hôn mê 6 tháng rưỡi, vì bắt đầu khi đó là vì bắt đầu mở mắt ra được. Thì vì phát hiện, nên trong cái quá trình đó thì anh em chú bác là cố gắng hết mọi nguồn lực để là dần dần lại sự sống cho Quỳnh. Và sau khi đó là đến 2 năm rưỡi sau thì vậy mới là cấy não lại, Tức là khi mà chấn thương sọ não cho là nên là người ta đưa não ra ngoài nuôi, à. và hai năm rưỡi sau người ta bị đưa não vô lại. Ôi dồi Và hiện ôi. tại bây giờ là Quỳnh tức là đã ăn được, và cùng người cũng khỏe lại, nhưng mà thực sự đã bị liệt, không đi được, phải ngồi xe lăn. Vâng. Và một mình Lai là bây giờ là có Lại hai là vợ hả? vợ và Vâng. hai ông bà già trên 80 tuổi Đang ở cùng nhà. đang ở cùng nhà, hai Vâng. cháu nhỏ Vừa lớn. Vừa và lớn một không? người chồng tàn tật, Ồ. nằm ngồi một chỗ. Nên là Lai là đi làm thuê, tất cả mọi việc gì ở đây ai kêu ai nhờ ai ai thuê cái gì là Lai Người vợ phải, đấy người vợ phải là đi đi làm thuê tất đi cả làm mọi thuê việc tất cả mọi việc để nuôi để nuôi một hai người con, một người chồng liệt một chỗ và hai ông bà già. Ui Nên đôi lúc vừa rồi Kiên cũng có gọi về làm cho Kiên một số việc, nhưng mà thực sự Lai khi công việc và áp lực quá nhiều Lai ngất luôn, dồi.
không 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 gọi là trời thì nắng, nên là thực sự hoàn cảnh này rất là đáng thương. Ngất ở đây là do sức khỏe của chị Lài, chị yếu, hay là do anh không, hành hà nhiều quá, áp lực công việc? Không, nói chung là do công việc làm nhiều quá. Vâng. Sáng dậy rất là sớm, đi vào trong rừng, chích gọi là chích mù thống á, là 300 cây. Vâng. Đó, thì 300 cây đó là có thể thu về được khoảng 100 ngàn. 100 ngàn, rồi tiếp tục là ai thuê là đi làm tiếp. Tức là Lài là dậy khi khoảng 3 giờ sáng. Vâng. Để đi làm. Rồi đến về ăn cơm là khoảng 6 giờ là đi làm thuê tiếp cho người khác nữa. Nên là một người phụ nữ chân yếu tay mềm thì không đủ sức để gọi là để làm được nhiều, mà không làm thì không được. Nên phải cố gắng. Nên mình là một người đàn ông nhưng mà cũng rất là khâm phục cái tấm gương vượt khó. Dù hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng mà cũng không than thở về ai bất cứ một điều gì. Khi nào cũng nụ cười, vẫn yêu thương chồng, vẫn yêu thương chồng con. Và cố gắng là làm mọi việc, mọi thứ để kiếm tiền, đúng không? Để lo cho gia đình. Nên mình cảm thấy một người ở địa phương nhưng mà cảm thấy hoàn cảnh ấy cũng rất là đáng thương và rất là đáng nể, khâm phục người phụ nữ. Vậy thì qua cái câu chuyện anh Kiên chia sẻ đấy, thì chúng ta cũng phần nào đó cũng hiểu được về cái sự vất vả khó khăn của cái gia đình này rồi. Đặc biệt đó là trên cái đôi vai gầy yếu của cái người phụ nữ mang tên là Lài này. Thì bây giờ anh em mình chúng ta sẽ vào để thăm hỏi gia đình một tí nha. Khánh mời quý vị chúng ta cùng theo chân Khánh ta vào ta tìm hiểu tí quý vị nhé. Ta vào đây một chút ha. Nhìn nhà cửa đàng hoàng đấy chứ. Nhà khi mà trước khi chơi. Con chào ông. Em chào chị nhá. Vâng. Chào anh. Bắt tay á? Bắt tay à? Chào anh nhá. Chào chị. Bắt tay anh Kiên này. Bắt tay anh Kiên. Rồi, đứng đây trò chuyện chút được. Em giới thiệu với chị, em tên là Khánh. Em đang làm bên chương trình kết nối yêu thương đấy. Gọi là từ thiện đấy. Vâng. Thì hôm nay có dịp đi qua đây nghe anh Kiên, một anh bạn của em ở đây, có kể qua về câu chuyện của gia đình anh chị. Đấy, cho nên là em qua em thăm hỏi một tí. Chị ạ. Thì em găm cái mic này vào chỗ cổ áo này, chị em mình trò chuyện tí nhé. Thế đó. Chị tên là chị hả? Em tên Lê Thị Lài. Chị Lài đúng không? Mấy người tên Lài toàn làm chủ doanh nghiệp ấy. Em có quen một chị Lài ở trong Đắk Lắk ấy, là một mạnh thường quân, bây giờ chị thành công thành đạt lắm. Lúc này em nghe anh Kiên kể qua một tí. Thế bảo là anh nhà mình là bị tai nạn rồi, bây giờ là phải ngồi xe lăn một chỗ như thế này. Trong gia đình thì cũng khá là đông người, nhưng mà chỉ một mình chị là trụ cột thôi. Cho nên em vào em thăm hỏi một chút. Có điện thoại ai gọi chị nghe máy đi. Không, tin nhắn. Tin nhắn. Tin nhắn hả? Thì đọc đi, biết đâu lỡ có việc quan trọng. Không, mà em tin nhắn tổng đài vậy. Thế là anh chồng của chị đây là bị tai nạn lâu chưa? Chồng em bị tai nạn lâu rồi anh ạ. Bị từ năm cơn bão số 10 của năm 2017. Tính chứ là cũng gần 4 năm nữa. Gần 4 năm nữa hả? Bị tai nạn mà bây giờ đầu nó móp méo đi luôn rồi chị. Lúc trước bị quá nặng ấy, rồi mà vô họ lấy cái hộp sò này ra là họ nuôi sò. Nuôi sò bên ngoài đấy. Nuôi sò bên ngoài xong rồi là nằm ở viện là gần 6 tháng. Là ra nhà đã rồi, họ khi về là cứ tưởng là họ trả viện cho về. Nhưng mà chẳng em xin ở lại nhưng họ nói điều trị hết thuốc rồi. Chứ giống về nhà rồi bôi dưỡng thêm với nữa rồi hòa máy giống có một cái phép mau chứ đó là anh tỉnh lại cho khi về thì mới mở được một nhúc nhích được một ngón tay đi. Vậy là mở ra hẻ ra được một con mắt một tí thôi. Em cứ tưởng là họ trả viện đem về. Rồi thì anh em rồi là
Nói chung trong nhà cũng cứ hy vọng cái răng nói rằng miễn răng mà sụn là được, đem về mà sụn là được. Dạ. Dạ. Rồi thì đem về bữa đến 8 tháng đã rồi vì hơi tỉnh, rồi vì đem đi ghép sọ. À, tức là khi mà đem về là cái cơ thể là vẫn chưa có sọ. Dạ, dạ chưa có sọ mà chưa nhúc nhích chứ cử động chỉ được hết. Lúc nữa là chỉ có một ngón tay ni là nhúc nhích được thôi. À, chỉ có một ngón tay nhúc nhích được. Với là một con mắt là hơi hẻ ra, về nhà đã rồi khoảng 2 tháng đã rồi vì mở ra được mắt. Ồ. Dạ, rồi bữa nói thôi đem đi gọi ghép sọ lại thì đến năm sáu đem đi gọi ghép sọ lại thì vô trong viện thì ghép sọ vô lan lên cơn đồng kinh. À. Dạ, lên cơn đồng kinh rồi bữa đến 16 ngày là không ăn uống gì hết, cứ bơm. Phải truyền đấy. Dạ, phải truyền thức ăn. À. Dạ, truyền thức ăn qua cái ống sống da dày rồi vậy là truyền dịch. Vâng. Dạ, là ở trong Huế là thân gần 1 năm rưỡi. Trong Huế là gần 1 năm rưỡi. Dạ. Nằm là trong đi bệnh viện. Đi 2 đợt là gần 1 năm rưỡi trong Huế. Ồ. Dạ, thằng đợt trước là đi xong là ra rồi đi 8 tháng là 6 tháng, gần 6 tháng là ra rồi. Vâng. Bữa ra được 2 tháng là bữa đi bữa ốm với mê là đau. Dạ. Dạ, mẹ thì bị tím mà phải vô Huế lại 1 tháng rưỡi. À. Rồi bắt chờ mẹ cho tỉnh mẹ ra cái đà rồi vì đem dũng em đi lại. À. Dạ. Rồi bữa giọng đem đi lại nói thôi ghẹp vô ghẹp sò lại thì giọng cô có cái vong chứ nó. Vô ghẹp sò lại thì cứ lên cơn đồng kính nữa đó. Vâng. Rồi nằm trong Huế tiếp 5 tháng là rồi vì bởi nữa giọng họ tập phục hồi chức năng nữa rồi giọng hắn cũng có cái tay như có lên có về đi được vậy. Vâng. Mở ra được 2 mắt. Vâng. Rồi là hết thời gian nằm viện thì họ nói giọng chứ cùng người nhà đem về rồi thôi chứ cùng hết thuốc rồi chứ thuốc chi cũng điều trị cũng hết rồi mà giọng chứ phục hồi là cái năm nói chung là năm 10 năm rồi có người thì lâu. Vâng. Dài chứ không không thể là phục hồi. Dạ, được nhanh đấy. Không thể phục hồi nhanh được. Vâng. Bữa em đem về. Vâng. Dạ, đem về xong là bác sĩ trong nữa cũng có nói là giống chỉ ở ngoài nữa rồi Quang Bình thì về bệnh viện Cụ Bá mà phục hồi chức năng. Dạ. À. Dạ. Là em có về cứ lên rồi về cứ hết đợt nằm viện xong là dạ. Cứ lên rồi về là em nằm ở đem trong em là về Cụ Bá là 1 năm nữa mà nói chung anh cũng phục hồi dần dần thế bà. Là nằm trong Huế là 5 rưỡi. Dạ. Rồi về Cụ Bá nằm 1 năm nữa. Dạ, là tên 2 năm rưỡi là thế là 2 năm rưỡi nằm viện luôn. Dạ, đem vốn đi trước kiểu sao bây bà? Giờ này bây giờ như này rồi anh đã hiểu được không? Bây giờ về là anh có hiểu không? À có hiểu á? À anh có gật đầu này. Anh tên là gì? Dáng nói được. Không nói được nhưng mà hiểu nhé đúng không? À vẫn hiểu thế là tốt. Thế là thần kinh là khi mà ghép sò vào là anh tức là nó đã thành công rồi. Nhưng mà vì là do chấn thương và tổn thương cái vùng não nặng nề quá cho nên là không có. Vâng. Tội nghiệp quý vị ạ. À, anh trai ở đây bây giờ không nói được nữa. Nhưng mà anh xúc động quá. Đấy. Chúng ta nói là anh hiểu quý vị ạ. Xúc động quá. Khóc. Tội nghiệp. Mỗi người một số phần quý vị ạ. Ai cũng mong muốn được khỏe mạnh, được may mắn. Nhưng mà ở nhà mà cũng bị tai nạn chấn thương sọ não quý vị. Chứ không phải là chạy xe rồi là làm những việc nặng nhọc bên ngoài, lao động cực nhọc mới xảy ra sự cố đâu quý vị. Cho nên là con người chúng ta đâu đó nó là có cái số mệnh
như anh trai đây là bị tai nạn ngay chính trong cái ngôi nhà nhà mình luôn luôn phải không chị? Dạ đi mà trợt bộ đó, giống đi bộ ngà đó, mới đêm mất điên bao rồi bơ không có điên. Dạ rồi bơ đi mà đi ra đó uống nước mà trợt bộ đó một tức là trong cái cơn bão số 10 của năm 2017 đấy. Dạ. Là buổi tối không có điện. Dạ. Đi ra ngoài chỗ cái nền nhà này là dạ. Trợt. Dạ, đi bộ. Ra bơ trợt bộ ngã. Là bộ ngã ra. Dạ. Bộ ngã ra lan chấn thương là ở sau đi. À. Dạ, sau chỗ đi. Mà giọng anh phu nê nào lên rồi là vô là bác sĩ phải mở ra một mở hộp sọ ra để là để giọng cho anh phu nê lên cho anh khỏi cãi nữa. À. Dạ, cho anh mạo anh khỏi nữa rồi là bữa vâng. Mổ lấy nào nuôi bên ngoài lấy hộp sò nuôi bên ngoài dạ. Vâng, thế rồi là anh ngồi xe lăn được như thế này là sau 2 năm rưỡi nằm viện là về là ngồi được xe lăn như thế này đấy. Dạ em đem đi viện cứ chưa về đã rồi giọng người cứ phục cô dần dần đi rồi đấy giọng Bây giờ thì ăn uống bình thường chứ? Dạ thì ăn uống thì chứ cũng bữa nói chung trong nhà có chi thì ăn này rồi cơm bữa cháo rồi khi mà trời lên thì mình phải đu cháo ăn có trời lên có phá không dạ có dạ, có bị liệt để có nở được bây giờ là chỗ liệt từ dạ, chỗ nào dạ liệt liệt toàn thân luôn á dạ không liệt một bên đi giống tay có giơ được không anh giơ tay lên em xem nó giơ tay kia nữa tay kia tay phải nó rồi giơ tay còn lại giơ tay bên đi lên tay ní này giơ hai tay chỉ giơ được một chắc tay trái thôi dạ, được một bên đó thế rồi những lúc mà như thế này thì những lúc đi đài tiền tiểu tiền anh có biết để kêu mình không dạ không giọng đi thì có khi biết chứ có khi cũng khổ giọng đi rồi đi ra cả giường cả đồ nữa dạ miệng phục vụ hết trước chứ tội nghiệp hả có khi giọng cái thân kín mà hắn ổn định được một chắp rửa là có khi biết cũng kêu nhưng mà có khi giọng năm rửa rồi từ đi luôn nữa chứ không biết chứ hết có nghĩa là bây giờ là cũng chập chờn đấy lúc nắng lúc mưa đấy dạ chứ cũng không phải là biết lại hoàn toàn mà giọng tỉnh táo giọng in vâng dạ để anh trai cảm thấy là hình như bị xúc động quá đấy quý vị thấy lau nước mắt tội nghiệp hiệu truyền quý vị hiệu truyền thế rồi anh chị thì được mấy người con dạ em được 2 đứa các dạ. Cháu đâu cả rồi dạ dạ đâu? Dạ đây cháu đây hả dạ lại đây dạ. Trò chuyện chút đây là con trai dạ một em hai thằng cu hả thằng cu nữa hai thằng luôn hả? Dạ, hai thằng. Cháu học lớp mấy rồi? 8. Cháu học lớp 8 hả? Dạ. Thế còn cu lớn là học lớp mấy rồi chị? Dạ, cu lớn của em học lớp 10. Học lớp 10? Dạ, nhưng mà chưa hẳn đi khỏi rồi. Đi đâu? Dạ, hẳn đi với chị hẳn kê đi mô đó rồi thì... Tức là đi xa hả? Dạ, đi xa. Đi làm ăn hả? Dạ, không. Đi chị hẳn năm đến 12 mà đi nói đi mình giấy tờ hồ sơ chi với chị hẳn rồi hai chị em đi với chắc tức là chị con dạ, bác hả chị con o chị con o hả dạ. Thế còn ngoài 2 đứa con chị ra dạ. Thì trong nhà mình đang còn 1, 2 bà ông bà nữa hả dạ. Đây là đó là ba đây là bà hả con chào bà dạ bà khỏe không ai làm gì mà bà đau đấy bà ai làm gì bà đau để con không vì ai làm mà đau đi là nè hay là do già rồi đau không biết dạ em già rồi đau đấy khi đứng nó tức quá rồi thì nó chứ đau nằm trệt chứ không đầy được không đi được đau nằm trệt luôn hả vâng
nghiệp này. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tạo mày mày đây rồi. Ồ, tức là không nhớ tên hả? À, không nhớ tuổi hả? Không, tôi chứ ngay tháng chứ cũng giờ ngay mua hết. Ồ, thế hồi xưa đẻ ra là ba mẹ không nói cho bà biết được là bà sinh năm ngày tháng năm nào à? Không, vì ba mẹ chỉ trí sử, đứa con nhỏ dài quá, cháu té là dài quá. Ờ, vâng. Đi ra ngoài này ta ngồi cho mát bà ơi. Dạ. Thế là bây giờ trong nhà là gồm có là 5 thành viên. Dạ 6. 6 người. Hai ông bà già này ha. Dạ. Đấy, ông đằng kia nữa ha. Ở cùng luôn. Con chào ông nhá. Dạ. Thế là ông bà năm nay là được mấy chục tuổi đây hả? Dạ. Ông gần 80 tuổi rồi ha. Gần 80 tuổi trông ông đang còn trẻ lắm, tóc chưa có một sợi bạc nào ha. Dạ. Dạ. Tóc còn xanh lắm. Ông rất là nha, cái lông mày thì có sợi bạc này mà tóc thì chưa có sợi nào bạc. À. Ông năm nay gần 80 tuổi rồi thì mình có lương hưu không ông? Không, còn đang chi mà trông đi sàn xa không còn lương hết. Không có lương hả? Trong nhà cả ông, cả mẹ rồi. Cả hai dạ. Ông bà già đây nữa hả? Dạ. Hai ông bà bây giờ thì chắc là cũng không làm được gì nữa hả? À. Dạ, ông thì 89 tuổi, mẹ thì 87 tuổi rồi. Thế mà ông với mẹ là bị cái, ông mẹ là bị tim. À, dạ, tức là hai ông bà là cũng bị bệnh tim hả? Dạ, bệnh tim phải can thiệp động mạch vân. Ông mới đi viên lên, ông mới đi mổ để nóng đồng mạch vân lên là ông mới lên. Còn mẹ thì là lâu rồi, nhưng mà chưa hai ông mẹ thì phải uống thuốc đều đặn chứ không có thuốc là không được. Dạ, nói chung thế bây giờ một mình chị là trụ cột, cũng là cái nguồn sống duy nhất của 6 thành viên trong gia đình. Dạ. Gồm có hai con đang còn tuổi ăn học. Dạ. Chồng thì liệt ngồi một chỗ. Dạ. Với hai bố mẹ già nữa, là bố mẹ chồng nữa. Dạ. Thế rồi thế mình hàng ngày chỉ làm cái công việc gì để có tiền để mà lo cho gia đình? Dạ thì em thì nói chung ai kêu mô thì ngày mô mà con nghỉ học thì đi làm được cho họ thì giống mình đi nguyên ngày nguyên buổi được. Dạ. Mà khốn thì nói chung cứ đi làm giống đi làm vò thông thôi chứ chẳng vò thông á? Dạ. Cái đằng sau bì này ha. Dạ, dạ. Cái này gọi là vò thông à? Dạ. Chị lại mời em xem đi nó. Dạ. Ồ, trong cái bì này em từ lúc nãy giờ em tưởng là hoa màu, tưởng là khoai. Dạ không, đây là cái vò thông ấy. Vò thông á? Dạ. Vỏ thông đi rồi về rồi bán. Ồ, mình hái vỏ, mình đi lượm vỏ thông này về để làm bán để làm gì? Dạ thì bán này thì tức là người ta mua vỏ thông này để làm gì hả chị? Dạ thì em không biết nè, họ nói trong phong lan ở đây thì em cũng không biết. À, cái vỏ thông này để người ta trồng cây phong lan á? Dạ. À. Vỏ thông rồi cũng làm đi giống một bì này được bao nhiêu tiền? Dạ một bì này thì cũng tầm cỡ khoảng 50-60 nghìn. 50-60 nghìn á? Dạ. Ủa thế thì một ngày mình đi hái đi lượm khoảng tầm một chục bì này là cũng được đấy hả? Dạ một ngày thì cũng khoảng được nhiều thì được hai bì in đi. Ờ xong mà thế ít vỏ thế à? Dạ có mua giống cây thì cây chết, cây của hòn chết thì với khi bào đôi chi hình gầy đã rồi vì cỏ mà giống cây khô ra rồi vì cỏ chứ không thôi cỏ mua. À. Dạ. Chứ còn bình thường là cũng ít dạ bình thường thì ít có một bình thường thì cũng có giống cứ đi có khi rồi ở nhà thì trồng rau trồng rạng rồi trồng gừng trồng nện nó chứ nữa rồi mọi thứ mọi ít rồi ở quê miền thì trồng gừng đấy hả? Dạ. À. Giống ở quê thì nói chung việc thì cũng cứ làm thì giống trồng rau trồng đồ rửa đó. Ở nhà thì dạ. Thế rồi bây giờ một mình chỉ làm những cái việc đó để mà lo cho 6 miếng ăn trong một gia đình. Như vậy thì chị có thấy vất vả không? Dạ, vất vả thì giống nói chung phải cố gắng thôi chứ biết mình ăn. Chồng em bị khỏi lẩu rồi mà. Dạ,
sống, anh em thì cũng giúp đỡ thì cũng nhiều, rồi bà con rồi làng xóm bạn bè chứ nói chung cũng đỡ, nhưng mà cái thời gian anh quá lâu rồi chứ cũng không biết mình ăn nữa, chứ thì ai thì khi mồm rửa đọc miệng thì nóng thốn thì được thời gian đâu rồi đó, con lứa sáu nữa thì chứ không phải in rửa nó giống đến ngày mổ thì miệng cứ hai ngày nấy rửa chứ cũng em cũng biết phải nắng nữa. Tội nghiệp quý vị ạ, chỉ lại tâm sự kể về cái hoàn cảnh gia đình với Khánh mà ánh mắt đỏ hoe nên tủi thân khóc. Tội nghiệp. Ông bà thì ở với mình đấy, nhưng mà anh em o chú cù gì là o chú với bác là trợ cấp tiền để cho chị nuôi ông bà chứ? Dạ tiền thì không có, chắc ông với ba thì ông đau bệnh tím nữa rồi thì có bác ca thì bác cũng có hơi đỡ lên tí, thì cứ đến tháng bác cũng mua thuốc cho ông với ba. Ông một tháng hết 1,5 triệu, 2 triệu tiền thuốc là bác cứ mua cho, chứ em cũng không trang trải nổi để mà mua thuốc cho ông ba nữa. À, tức là tiền thuốc dạ, ông bà là... Tiền thuốc ông ba thì... Là bác lo? Dạ, bác lo cho, rồi còn lứa ăn uống hàng ngày với sinh hoạt thì em... Chỉ dạ, lo? Dạ. Vâng. Tội nghiệp vất vả quý vị. Một người phụ nữ năm nay cũng suýt soát 50 tuổi. Nhưng mà trên cái đôi vai gầy yếu của chị lại phải gánh một cái gánh rất là nặng. Hai cha mẹ già, hai đứa con đang trong cái độ tuổi ăn học, và một người chồng bị tai nạn, bây giờ liệt ngồi một chỗ, rất là tội nghiệp. Thế bây giờ có cái giải pháp nào không? Dạ, thì bây giờ có cái giải pháp nào để mà có được cái thu nhập mà cho nó đỡ đỡ hơn một chút mà lo cho cuộc sống đó? Dạ thì chưa, em in rửa rồi chứ không biết có cái giải pháp gì nữa, chứ ở nhà miếng đi. Chứ thì nói ai cũng cứ dòi trông rồi dòi ông ba rồi... Dòi là chứ? Là trông á? Dạ thì ở nhà thì chứ một chắc rồi thì ông ba vợ trông rồi nữa rồi. Ông đi làm chỉ thì cũng không đi làm được xa in họ nữa. Con cái có phụ giúp được có việc gì không? Dạ con cái thì khi mình nghỉ học thôi chứ con đi. Đi học thì ở nhà thì thôi, mà ở nhà thì phụ ở nhà với ba nữa rồi. Dạ. Dạ với ông ba trong nhà nữa thì chứ đi mà ông ba ông sợ, ông thả đi thì sợ là ở nhà rồi bệnh nữa rồi cũng có khi không biết đi khi mô nữa. Em có khi thả mà đi mông chập về là có khi ông bố trưa nhà rửa năm trưa một năm trưa rồi là một, có khi đi về chỗ ông nằm trưa nhà rửa, có khi thả giống thả đi cũng phải đi mua thức ăn rồi cũng phải là cũng đi lọ miếng đi lọ rồi cũng đi làm rừng nữa giống thì cũng phải bươn chải để kiếm thức ăn hàng ngày chứ cũng biết mình lắm. Dạ. Dạ. Thế rồi nhà mình thì có được anh nhiều anh em bên nội có được đông không? Dạ bên nội của chồng em thì được 6 anh em. Dạ. 3 anh em con trai. 3 anh em con trai. Là con 2 bác cho chồng em thì chưa nằm một chỗ rồi. Ừ. Con nữa mà 3 chị con gái thì nói chung ai cũng làm nóng hết người ở nóng hết thế cũng. Vâng. Thế các bác cũng ở gần đây cả chứ? Dạ, bác với ó chứ ở giống thì cũng trong xa với chắc nữa. À. Dạ. Thế sao bây giờ một mình chị mà phải lo toan nhiều việc như vậy đấy? Chồng thì bây giờ ngồi một chỗ đấy, liệt ngồi một chỗ đấy. Thế sao chị không đề nghị các bác là đưa ông bà về bên nhà để chăm sóc cho tiền, để rồi chị có được cái nhiều thời gian hơn mà đi làm để kiếm tiền mà lo cho anh cũng như là hai cháu ăn học. Dạ chứ, ông ba nói ra rồi, ông với ba nói chứ, đi thì thương chồng em,
Ông chứ nói đi thì ở trong nhà để giống buổi hôm buổi tuổi 18 này giống có bầu có bàn này rồi giống có khi mà là giống em đi ví dụ giống đi mua thức ăn hoặc đi mua rửa thì giống ở nhà cho có tiện có tắm trong nhà vợ chồng em nữa rồi cứ đi mua chứ dạ. Chứ đi mua cũng ngó ngồi bàn đi nói đi ở với ở trong nhà cực sướng gì ở với hẳn để rồi là vâng ở đi chị lại trò chuyện với Khánh mà chị nghẹn ngào quý vị, tủi thân, vất vả. Bây giờ đi làm xa mình không đi làm được chị á, dạ. Phải ở nhà để lo cho chồng, dạ. Rồi con cái thì đi học nữa, dạ. Hai ông bà già nữa, dạ. Thì mình tìm hiểu xem là mình vườn nhà mình đây cũng rồng rồng đấy, dạ. Rồi đằng xa xa thì em thấy là phía bên kia hình như đang có cái hồ, cái ao gì đó, đó đúng không? Dạ. Thì mình dạ. Có thể là nuôi thêm nhiều gà, vịt vào. Có cái hồ đó mình nuôi vịt được đấy chị ạ. Rồi nuôi, dạ. Nuôi con bò trong 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 vườn này đấy. Để cho nó có thu nhập. Dạ, chứ nuôi thì nói chung phải cân bổn. Nhưng mà em làm có đủ mà ăn không? Mà có bổn mà phải là mở ra những cái cây nữa để mà chăn nuôi. Chứ một chắc em cho làm ngay có khi may mắn thì được khoảng 130-140 đến 150 nghìn. Mà không thì từng nữa thì bữa cứ dòi tiền bìm cho dốm nữa rồi tiền sinh hoạt hàng ngày nữa chứ có mô mà miếng mở ra để rồi mà chăn nuôi trong em cũng có vốn. Dạ tội nghiệp nha. Thôi hôm nay chị Lài này, chị đừng khóc nữa. Em biết là cái nỗi lòng của chị rất là trăn trở khi mà con của mình thì đang trong cái độ tuổi ăn học, chồng thì bây giờ liệt ngồi một chỗ. Em chưa hỏi nhưng chắc chắn một điều rằng là hơn 2 năm nằm viện thì chắc chắn là gia đình mình đã tốn quá nhiều tiền để khắc phục cái sự cố, dạ. Để cho anh có được cái sự sống như ngày hôm nay rồi. Đấy, cho nên là cái khó khăn nó sẽ càng vất vả hơn khi bây giờ anh không có khả năng làm việc. Một mình chỉ phải gánh vác cả gia đình. Rất là vất vả. Và em nghĩ rằng là đôi lúc mình cũng cảm thấy là bế tắc, cùng cực. Nhưng mà biết làm sao được chị. Số phần gia đình mình á, không được may mắn. Chồng mình rủi ro. Mà rủi ro ngay tại nhà mình như vậy là cũng là âu là cái số chị ạ. Cho nên là mình thôi thì chấp nhận với cái số phần. Và cố gắng là lạc quan lên. Tự tin lên chị nhé. Để rồi cố gắng tiếp tục làm việc. Để lo cho gia đình, lo cho chồng, lo cho con. Một người phụ nữ mà như chị, khi mà chồng liệt một chỗ mà chị vẫn một lòng chung thủy, yêu thương chồng con, chăm sóc hết mình, yêu thương cha mẹ chồng như vậy đó, là em thực sự rất là nể phục cái đức tính và cái tấm lòng của chị ạ. Rồi một ngày đẹp trời, cái điều may mắn sẽ đến với chị thôi. Cố gắng thêm ít năm nữa các cháu trưởng thành. Rồi nó đi làm, nó có tiền. Nó về nó phụng dưỡng cha mẹ, ông bà. Chị nhá. Dạ. Thôi hai vợ chồng lại đứng đây. Hai vợ chồng lại đứng đây này. Em trò chuyện chút này. Bác Quyền này. Hôm nay em đến đây đấy. Để em đồng viên bác. Và đồng viên vợ của anh nữa. Nhá. Để hỗ trợ cho gia đình mình một ít tiền. Để cho chị phát triển kinh tế, để có tiền để lo cho con ăn học. Anh vui không? Vui hả? Mừng hay? Quý vị ạ, từ lúc nãy giờ quý vị chúng ta cùng với Khánh trò chuyện với chị Lài ở đây. Một người phụ nữ mà
Khánh thực sự rất là nệ phục cái đức tính của chị quý vị. Và bên cạnh đó cũng rất là nệ phục về cái nghị lực, cái sự chịu khó của chị. Khi mà bây giờ trên vai phải gánh vác chồng thì bị tai nạn, ngồi liệt một chỗ như thế này quý vị. Ăn một chỗ, ỉa đái, tất cả mọi thứ đều trên bàn tay của chị. Hai đứa con thì đang trong cái độ tuổi ăn học. Rồi hai cha mẹ già trên cũng gần 90 tuổi đó nữa rồi. Đấy, cũng phải trên cái sự chăm sóc và lo lắng của chị Lài, rất là thương. Hàng ngày đi làm thuê rồi rảnh thì lại đi những lúc không ai thuê đấy, thì đi lên rừng hái lặt cái vỏ thông ấy, về bán, rất là tội nghiệp. Vườn thì khá rộng nhưng mà ở quê cũng rất là cũng không có giá. Bây giờ muốn nuôi con vịt, con gà, con bò gì đó cũng không có vốn. Thực sự rất là đáng thương. Hôm nay chị Lài này, trước cái nỗi lòng của chị đấy, em rất là hiểu. Và em tin chắc rằng là các nhà hảo tâm từ lúc nãy giờ theo dõi, cũng như là các khán giả đấy, cũng rất là hiểu về cái tâm trạng của chị. Chị ạ? Dạ. Vâng. Hôm nay em đến đây đấy, em biết về câu chuyện của gia đình mình. Em sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ cho chị một ít tiền nhé. Để mình có cái đồng vốn, mình mua thêm ít con vịt mình nuôi ngoài cái hồ kia chị ạ. Dạ, nhá. Dạ. Rồi mua thêm con bò, con heo gì đấy. Mình nuôi thêm để có thêm cái thu nhập mà lo cho gia đình. Dạ. Bởi vì bây giờ mình mà đi xa để đi làm ấy, thì cũng rất là khó. Chồng hàng ngày ăn uống rồi vệ sinh cá nhân, đài tiền tiểu tiền ai lo, cha mẹ già nữa. Yeah. Đấy, cho nên là cái việc mà mình nuôi vịt, nuôi gà trong vườn của mình ấy, nuôi con bò là phù hợp nhất. Yeah. Nhá. Yeah. Thì hôm nay em sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ cho chị một chút vốn. Chị có vui không? Dạ được, thì em vui. Vâng, em cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Vâng. Nói chung là ở quê thì rộng nhưng mà nói cũng phải có vốn thôi, chứ không có vốn thì cũng làm chi được hết. Dạ. Dạ, lúc trước mà chồng em chưa bị thì cũng nuôi trâu. Vâng. Dạ, cũng có con trâu rồi nuôi rồi là vịt cỏ, vịt rác rồi cho ăn. Vâng. Từ khi chồng bị với bạn trâu thì đem chồng bị viện rồi là bởi từ đó đến chứ với giọng cùng. Vâng. Đến tháng thì bơ phải trả tiền lại vài vay tiền để lo cho chồng đi lên viện, xuống viện nữa rồi. Vâng. Là phải trả tiền lại với chi tiêu ăn uống hàng ngày nữa, nên chứ chưa mà nói vốn để mà chăn nuôi là em cũng có. Vâng. Con thì chưa hẳn cũng đang nhỏ học, đúng không? Đang đi học. Tuổi. Dạ. Học rồi. Rất là tội nghiệp chị ạ. Thì hôm nay chị Lài này, của ít lòng nhiều, em thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ cho chị 20 triệu đồng nhé. Dạ, em cảm ơn. Chắc là chị Lài rất là bất ngờ quý vị. Em cảm ơn anh Khánh. Đây là tấm lòng của các nhà hảo tâm chị nhé. Nhà hảo tâm. Dạ. Em hy vọng rằng là với chút vốn nho nhỏ này mà hôm nay em Khánh thay mặt cho các nhà hảo tâm trao đến cho chị sẽ là một cái động lực, một cái niềm hy vọng
để chị có thể là phát triển được cái công việc chăn nuôi, có thêm thu nhập mà lo cho gia đình chị nhé. Dạ, dạ em cố gắng lên nhé. Dạ, nếu như mà có cái vốn đi đi thì em cũng ngựa với anh giống em cố gắng mua, em mua con bò hoặc là giống thêm một ít vịt với ngán chứ để nuôi nuôi ngoài cái mương ngoài kia. Dạ em nuôi ở ngoài nữa thôi. Dạ. Nói chung nuôi cá nuôi đồ thì cũng hồ thì cũng có, đâu khi trong chữa bì thì cũng làm hồ làm rồi cùng làm răn trấu, răn cỏ răn trấu rau bữa bao bữa đấy bữa mới bao xong đi hắn bữa hắn cùng tập đi rồi giọng xây rồi nhưng mà hắn thương bơ lóc rồi chứ hắn thương cho hư hết rồi. Bây giờ nhờ chú bác sửa lại đi. Sau rồi là mình làm đi mà mua mà nuôi nhá. Thì hôm nay này anh Kiên ơi, có anh Kiên ở đây này. Thì hôm nay em sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ cho chị như vậy. Thì chị cố gắng là mình sử dụng cái đồng tiền này mình làm luôn đi nhá. Chứ còn bây giờ mình để tiêu thì rồi mấy bữa nó cũng hết. Thì khi nào mà chị mua được xong bò với là mua được vịt ngan gì đó về để nuôi thì chị báo cho anh Kiên để anh Kiên nói với em nhé. Anh Kiên cung cấp thông tin cho em để em cũng báo cáo với các nhà hảo tâm để cho mọi người thấy được cái hoạt động phát triển kinh tế của chị để cho các nhà hảo tâm cũng được vui. Anh Kiên nhé. Rồi em cảm ơn được hết lòng, cảm ơn anh Khánh kết nối yêu thương để giúp đỡ gia đình của em trong lúc mà khó khăn. Rồi cảm ơn các cái mình thương quân ở xã cũng đã có cái lòng quan tâm mà giúp đỡ đến gia đình của em. Em hứa thì nếu như mà có được tiền in đi rồi thì em cũng sử dụng cho phù hợp để khỏi phù lòng của các cái mình thương quân mà để giúp đỡ cho gia đình của em. Rồi cố gắng lên chị nhé. Khánh cũng xin cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm chúng ta đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ cho những mạnh đời kém may mắn. Còn bây giờ thì Khánh cũng xin khép lại chương trình ở đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thời gian cũng khá dài nhưng mà rất là cảm ơn các quý vị khán giả chúng ta đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn quý vị. Bây giờ thì em về nhé. Em chào chị nhé. Em chào anh nhé. Em về nhé.